Alo, chúng ta thấy rõ chưa? À, thấy rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rồi phải không? Dạ nghe rõ rồi thầy. Tiếp theo là mình nói về cái hạn ma trận. Thì theo cái định nghĩa trong sách đó, thì hạn ma trận nó chính là cấp cao nhất của cái định thức con khác không mà chứa trong cái ma trận A. À, và hạn ma trận ở đây mình sẽ ký hiệu là RA. R là chữ răng trong tiếng Anh đó, răng trong tiếng Anh. Đây là hạn của ma trận A. Thì ví dụ như mình có một cái ma trận A như thế này, thì bây giờ mình dễ dàng kiểm tra lại là tất cả các cái định thức con cấp 3 của nó đều bằng không hết. Không? Mình có thể kiểm tra lại bằng cách bấm máy tính. Thì đây là ma trận mà nó có 3 dòng 4 cột. 3 dòng 4 cột tức là mình sẽ chọn 3 cột bất kỳ. Trong 4 cột này thì đều lập thành một cái định thức cấp 3 của nó. Ví dụ như mình chọn cột 1, cột 2, cột 3 thì mình ra được cái định thức thứ nhất này. Ví dụ ở đây mình sẽ coi kiểm tra cái định thức thứ nhất này coi nó bằng không không nha. Rồi, 3 dòng 3 cột. Thì bây giờ mình tính ra định thức của ma trận A lúc nãy mình mới tìm đó, thì option nè, mũi tên xuống nè, chọn định thức ha. Đấy, rồi cho mình lôi ma trận A vô mình tính định thức của nó, thì định thức nó rõ ràng bằng không đúng không, định thức bằng không. Và bằng cách kiểm tra tương tự thì mình sẽ dễ dàng kiểm tra thấy là cái định thức bằng cách là mình chọn dòng 2 cột 2 cột cột 1 cột 2 với cột 4 nó cũng bằng không. Chọn cột 1 cột 3 cột 4 cũng bằng không, và chọn cột 1 2 3 2 3 4 cũng bằng không. Đấy, tức là nó có bốn cái định thức con cấp 3 bốn cái định thức con cấp 3 như thế, và các tất cả định thức này đều bằng không hết. Và sau đó mình lại kiểm tra một một cái định thức con cấp 2 bất kỳ của nó. Cụ thể là mình lấy dòng 2 với dòng 1 dòng dòng 2 với cột 1 cột 2 thì mình được cái định thức con cấp 2 này. Và rõ ràng định thức con cấp 2 này nó khác không. Như vậy thì trong cái định thức trong cái ma trận này cái định thức mà cấp cao nhất của mình nó có thể lập được đó là định thức cấp 3. Nhưng mà tất cả các định thức cấp 3 nó đều bằng không hết. Tại vì trong ma trận A này nó có 3 dòng phải không? 3 dòng thì nếu mà mình lập định thức con của nó thì mình chỉ chọn được tối đa 3 dòng thôi. Đó, 3 dòng. Nhưng mà tất cả định thức cấp 3 này nó đều bằng không hết rồi. Mà ở đây nó chỉ có nó tồn tại một cái định thức con cấp 2 khác không. Định thức con cấp 2 này mình chọn cái nào cũng được. Tức là ở đây mình sẽ chọn hai dòng tùy ý và hai cột tùy ý. Thì tất cả là định thức con cấp 2 của cái ma trận này nó rất là nhiều. À, chẳng hạn như chúng ta chọn chọn hai dòng trong ba dòng á, hai dòng trong ba dòng thì nó có ba cách chọn. Và chúng ta chọn hai cột trong ba bốn cột thì nó có sáu cách chọn. Vậy thì nó sẽ có tổng cộng đó, cái này nó tới 18 định thức cấp 2 ha. Và 18 định thức con cấp 2. Đó, mà trong 10 18 con định thức cấp 2 này là mình chỉ cần chỉ ra nó có một cái định thức khác không thôi. Định thức cấp 2 khác không thôi. Đấy, cụ thể là chọn dòng 1, dòng 2 và cột 1, cột 2 được định thức này khác không. À, hiển nhiên là định thức cấp 1 của nó đó, định thức con cấp 1 của nó là một cái phần tử bất kỳ trong trong cái ma trận này. Thấy không? Đấy, thì như vậy thì rõ ràng đây là trong ma trận này nó tồn tại định thức con cấp 2 khác không. Và mọi định thức con cấp mà lớn hơn 2 đó nó đều bằng không hết, thì hạn của ma trận này nó bằng 2.
thì đó đấy là định nghĩa. Như trong quá trình mà mình tìm hạn đó thì mình nó có các cái cách như sau, tức là mình thấy là cái hạn của ma trận này nó không đổi qua cái phép biến đổi sơ cấp, cụ thể là trên cột trên dòng gì cũng cũng được, mà như vậy thì cái hạn nó sẽ không đổi qua phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc là trên cột, và hạn của ma trận bậc thang dòng á, thì nó bằng số dòng khác không. Rồi cụ thể ví dụ như mình có một cái ma trận A như thế này, có một cái ma trận A như thế này thì nó là ma trận dạng bậc thang dòng, tức là ma trận hình thang như mình học hồi sáng đó. Thì trong cái ma trận hình thang này á, thì mình thấy là nó có ba dòng khác không, dòng này khác không nè. Miễn cái dòng nào mà nó có tồn tại một phần tử mà khác không á, thì mình gọi là cái dòng khác không. Vậy thì trong ma trận này mình thấy là nó là dạng bậc thang rồi, dạng hình thang rồi, mà nó có bốn dòng khác không, bốn dòng khác không, cụ thể là dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4 phải không, khác không á. Như vậy thì và cái ma trận này á, thì nó chỉ có bốn cột thôi, bốn cột năm dòng phải không, và nó có dạng bậc thang nữa, thì mình thấy nó có bốn dòng khác không, cho nên hạn nó bằng 4. Và cái tính chất tiếp theo của một cái hạn ma trận đó, thì nếu mà A là ma trận cấp M nhân N thì cái hạn nó lúc nào nó cũng lớn hơn bằng không và bé hơn bằng cái số nhỏ nhất trong hai số MN này. Ví dụ như chỗ ma trận A này đó, là nó bốn dòng năm dòng bốn cột thì cái hạn nó tối đa bằng 4 thôi, nên nó không có lớn hơn 4 được đó. Và có khi nào thì hạn nó bằng không, thì nếu nó là ma trận không thì hạn nó bằng không thôi, còn nếu mà nó là ma trận mà khác không rồi đó, thì nó sẽ có ít nhất một cái phần tử khác không á, thì hạn nó phải lớn không đó. Còn hai ma trận chuyển vị á, thì nó cũng cùng hạn. Đấy là bốn tính chất này mình ghi nhớ. Như vậy thì dựa vào tính chất này, dựa vào hai tính chất đầu, nếu như mà mình dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng á, mình đưa ma trận về dạng hình thang, thì từ cái ma trận hình thang cuối cùng đó mình sẽ coi coi có bao nhiêu dòng khác không, thì mình kết luận hạn nó rất là dễ dàng đó. Thì cái cách mà tìm tìm hạn ma trận đó, thì ở đây người ta giới thiệu cho mình đó là hai cách. Và cái cách thứ nhất là phép biến đổi sơ cấp trên dòng, thì cái cách này giống như cái cách mà mình lúc nãy mình tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi Gauss Jordan đó. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy là ma trận này mình dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng này, mình đưa nó về ma trận bậc thang à, ma trận bậc thang, và cuối cùng đó là ma trận bậc thang, thì theo tính chất á, thì cái hạn của ma trận nó sẽ không đổi qua cái phép này. Vậy thì hạn của ma trận A nó sẽ bằng hạn của ma trận này đó, và hạn của ma trận này á, thì nó bằng ma trận hạn của ma trận thứ ba, và hạn của ma trận thứ ba nó lại bằng hạn của ma trận thứ tư. Mà ma trận thứ tư này nó là ma trận bậc thang dòng và có hai dòng khác không, hạn của ma trận thứ tư này nó bằng 2, vậy thì hạn của ma trận A bằng 2 đó. Thì cái cách là mình tìm như thế đó. Và cái cách này đó thì từ ma trận A mà qua ma trận thứ hai này đó, thì mình lấy mình đổi dòng 1, dòng 2 cho nhau đó. Tại vì mình muốn lấy cái dòng 1 làm trụ thì mình phải nhân cho 1 phần 2 mình mới cộng xuống xuống dòng 2 này nó mới bằng không được. Cho nên mình phải đổi dòng 1, dòng 2 cho nhau để cho cái số 1 nó nhảy lên trên, để mình lấy cái dòng 1 làm trụ nó dễ hơn. Ví dụ như trừ ma trận thứ hai này nè, mình lấy cái dòng thứ nhất mình nhân cho 2, mình cộng xuống dòng thứ hai và nhân cho 1 và cộng xuống dòng thứ ba, thì mình được cái ma trận thứ ba này đó. Từ ma trận thứ ba này mình lại tiếp tục lấy cái dòng 2, lấy dòng 2 này nè, chỗ số trừ 5 này nè, mình nhân cho trừ 1 mình cộng xuống dòng thứ ba, thì nó ra được cái ma trận thứ tư này. À, ma trận thứ tư này là bậc thang dòng. Thấy không? Đấy, thì lúc này mình kết luận hạn rồi đó. Thì đây là cái tìm hạn bằng cách là dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Còn một cách nữa đó là cái tính định thức tìm định thức bao quanh. Thì cái cách tìm định thức bao quanh này nó cũng giống như trong định nghĩa, nhưng mà ở đây mình chỉ cần tìm định thức bao quanh thôi.
bao quanh, tức là mình sẽ khối lượng tính toán mình nó ít hơn. Tức là trong cái ma trận A đó mình tìm một cái định thức con cấp R khác không. Cụ thể ở đây mình sẽ tìm cấp 2 đi, chẳng hạn cấp 2 đi. Thì mình thấy định thức con 2 nó khác không rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái định thức bao quanh định thức con cấp 2 này. Bằng cách là bổ sung vào cái định thức cấp 2 này, cấp cấp R này đó, một dòng một cột nào đó trong số các cái dòng các cột còn lại của ma trận A. Rồi là nếu tất cả định thức con bao quanh này đó cấp cấp mà lớn hơn định thức R này đó nó đều bằng không thì mình kết luận hạng của ma trận A bằng R. Còn ngược lại, nếu mà tồn tại một cái định thức con cấp R cộng 1 nó khác không thì mình lại tiếp tục bao quanh nữa. Bao quanh mình xét tiếp nữa. Thì quá trình này thì nó sẽ dừng lại sau một số hữu hạn bước ha. Thì ví dụ như chỗ này. Đó, thì cái ví dụ này cái chỗ lúc định nghĩa đó mình coi mình xem rồi đó thì mình thấy là cái ma trận này nó có cái định thức con cấp 2 khác không đó, con cấp 2 khác không, bây giờ mình sẽ tìm cách bao quanh đó, thấy không? Thì chúng ta thấy là cái định thức con cấp 2, định thức con cấp 2 của nó là định thức này. Mình lấy ra là nó khác không rồi. Bây giờ bao quanh nó tức là mình sẽ thêm một cái dòng nữa thôi. Thêm cái dòng là hiển nhiên là đây nó chỉ còn một cái dòng còn lại thôi, cho nên mình thêm một dòng vô. Thêm một dòng vô. Thêm dòng này vô. Nhưng mà cái dòng này thì mình sẽ thêm một cột. Thêm một cột vô đó thì mình có hai lựa chọn. Đó là cái cột thứ ba với cột thứ tư. Nếu mình thêm cột thứ ba vô thì nó ra định thức này. Tức là định thức D3 này. Đúng không? Định thức D3 này bao quanh cái định thức màu đỏ này. D3, D2 này. Và định thức này lúc nãy mình kiểm tra rồi nó bằng không. Và tương tự như vậy thì nếu mà mình không chọn cái cột này mà mình chọn cái cột thứ tư này thì mình được cái định thức bao quanh là D3 phẩy này, nó cũng bằng không. Thì nó chỉ có hai cái định thức bao quanh thôi. Đấy không? So với định nghĩa thì lúc nãy mình phải kiểm tra tới bốn cái định thức cấp ba là. Nhưng mà ở đây thì theo cái phương pháp này thì mình chỉ làm có hai định thức bao quanh thôi. Và hai định thức bao quanh này nó bằng không hết thì kết luận hạng mà chặng này bằng bằng hai. Còn nếu như một trong hai cái định thức này mà nó khác không thì mình kết luận hạng nó bằng ba. Đó, tại vì cái này nó tới có tối đa cấp ba. Còn nếu như ma trận A thì mà cho cấp 4 nữa đó thì mình sẽ tìm tiếp định thức bao quanh D3. Nếu mà D3 nó khác không ha. Đấy. Thì đó là bài giảng của thầy về cái hạng ma trận. Tiếp theo thì thầy sẽ nói về cái mô hình cân đối liên ngành. Mô hình cân đối liên ngành. Thì ở trong cái tài liệu mà thầy gửi cho các em đó thì chỗ này là tìm ma trận nghịch đảo nè, có định nghĩa này kia đó mình có thể đọc ở trong tài liệu này. Cái phần hệ phương trình tuyến tính này đó thì để tiết sau mình học ha, thì mình sẽ đi vào cái phần ứng dụng của ma trận định thức luôn để chúng ta đừng có quên buổi học ha. Cái nằm phía dưới. Dưới tức là cái chỗ này là một số mô hình đại số và tuyến tính áp dụng trong phân tích kinh tế, và chúng ta sẽ xem cái mục 1.1 là mô hình cân đối liên ngành hay còn gọi là mô hình input output của Leontief. Thì trong tài liệu này là nó cũng biên soạn khá kỹ, chỗ này mình cứ việc đọc thôi. Bài giảng của thầy thì thầy có soạn bằng cái PowerPoint thì thầy giới thiệu lại phương pháp giải rồi ví dụ này kia đó nó có sẵn trong đây ha, và mấy cái ví dụ này các anh chị phải xem cho kỹ ha.
thì nó có thi đó, nói trước luôn ha. Và những cái bài tập ở dưới đây về cái mô hình này mình cũng phải tranh thủ làm ha. Về phần cái bài tập liên quan đến bài tập mà liên quan đến cái ma trận định thức á, thì chừng nữa thầy sẽ cho thêm để mà chúng ta làm để mà kiểm tra hoặc là thi ha. Thì tôi sẽ cho nữa, tôi sẽ gửi cho chúng ta một cái đề mẫu, chúng ta xem cái môn B2 này nó như thế nào. Rồi tiếp theo là tôi giới thiệu cái mô hình cân đối liên ngành ha, tức là mô hình input output. Thì giả sử trong cái nền kinh tế mà nó có N ngành, mình ký hiệu mình gọi nó là ngành 1, ngành 2 đến ngành thứ N ha. Thì bây giờ đó là cái ngành thứ Y á, nó cung cấp cho cái ngành thứ K một cái lượng sản phẩm có giá trị là XYK. Cái XYK này nó gọi là giá trị cầu trung gian. Thì cái mô hình này nó đều biểu diễn dưới dạng giá trị hết. Đó, chẳng hạn như ngành A nó sản xuất máy tính, ngành B nó sản xuất con chip, ngành C nó sản xuất mạch bán dẫn gì đó, không vân vân. Thì hoặc là lo gì kia đó, thì tất cả những cái sản phẩm nó quy về dạng giá trị hết, không? Thì cái XY này nó gọi là giá trị cầu trung gian, XYK này. XYK này gọi là giá trị cầu trung gian. Thì mình lưu ý cái chữ Y với chữ K, chữ Y nó nằm trước chữ K. Vì chữ Y nằm trước chữ K này thì Y á nó chính là cái ngành cung cấp. Còn cái K là cái ngành sử dụng. Phải không? Y là cái ngành cung cấp ha. À, ngành thứ Y cung cấp cho ngành thứ K một lượng sản phẩm có giá trị là XYK. Như vậy thì Y này đó là cái số phía trước á, cái chỉ số phía trước á, chữ Y đó gọi là cái ngành cung cấp. Còn cái chỉ số phía sau gọi là cái ngành sử dụng. Nhưng mà cái ngành Y này đó, ngoài nó cung cấp cho cái ngành thứ K thì nó cũng cung cấp một cái lượng cho cái tiêu dùng và xuất khẩu. Thấy không? Đấy, ví dụ như là nó sản xuất ra mạch bán dẫn thì nó cung cấp cho cái ngành sản xuất máy tính trong nước. Ngoài ra nó cũng cung cấp cho một cái lượng để ra xuất khẩu ra ngoài thị trường. Đó. Hoặc là cho tiêu dùng và xuất khẩu, thấy không? Đó, thì cái này nó gọi là cầu cuối cùng. Cầu cuối cùng. Đó, tức là BI này là cầu cuối cùng của ngành Y ha. Rồi. Như vậy thì tổng giá trị sản lượng của ngành Y, tổng sản lượng giá trị sản lượng của ngành Y là mình ký hiệu là XY ha. XY thì nó sẽ bằng là XY1 cộng XY2 nhân dân cộng XYN cộng cho BI. Thì hiển nhiên là cái sản phẩm của ngành 1 thì nó cũng cung cấp trực tiếp cho nó. Không? Cho nên mình có XY1, XYY, XYY tức là ngành Y nó cũng sử dụng sản phẩm của ngành đó để cho nó sản xuất rồi. Không? Còn nếu mà nó không sử dụng thì mình cái hệ số trước đó mình ghi bằng không thôi, không có gì. Đó. Thì cái số XY này nó từ 0 trở lên ha. XYK này. Đó, thì cái phương trình thứ nhất này là mình theo theo dõi lại nè. Tức là tổng giá trị sản lượng của ngành Y thì nó sẽ bằng là giá trị sản lượng của ngành Y cung cấp cho ngành 1, rồi giá trị sản lượng của ngành Y cung cấp cho ngành 2, vân vân, của ngành Y cung cấp cho ngành thứ N và là một cộng thêm BI tức là giá trị cung cấp cho thị trường hoặc là xuất khẩu. Thì bây giờ đó bây giờ mình sẽ lấy cái XYK này mình chia cho XK. Thấy không? Lưu ý rồi cái này gọi là cái này mình gọi là tỷ phần chi phí đầu vào của ngành A của ngành K do ngành thứ Y cung cấp. Tỷ phần chi phí đầu vào. Vậy thì cái AIK này nó cho biết cái gì? AIK này cho biết là để sản xuất ra một đồng giá trị sản lượng của ngành K thì cái ngành K đó nó phải chi AIK đồng cho cái ngành thứ Y để mua sản phẩm đầu vào, để mua sản phẩm để mà phục vụ cho quá trình sản xuất của nó. Như vậy thì chỗ này mình có là đang đang có là AIK nè, nó bằng XYK
AIK thì nó bằng XIK mà chia cho XK. Như vậy thì XIK trở ngược lại thì nó sẽ bằng XK và nhân cho AIK. Đó, thì nó sẽ được cái phương trình thứ hai này. Thay vì nó ghi là XI1 thì nó không ghi XI1 mà nó ghi là X1 nhân cho AI1. Còn XI2 á, thì nó không ghi XI2 mà nó ghi là AI2 nhân cho X2. Rồi AIN nhân XN. Đấy, thì được cái phương trình thứ hai này. Nhưng mà lưu ý là cái phương trình thứ hai này mình nói nó là phương trình thứ hai. Nhưng mà khi mình cho y nó chạy từ 1 đến n thì nó ra tới là n phương trình lần. Thấy không? N phương trình lần. Như vậy thì cái phương trình thứ hai thật ra nó chính là một hệ phương trình. À, một hệ phương trình. À, thì cái hệ phương trình nó như thế này. Hệ phương trình. Thì trong cái hệ phương trình này đó thì mình thấy cái hệ số trước x á, trước x1 nó là AI1, trước x2 nó là AI2, trước xn nó là AIN. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho y này nó chạy từ 1 đến n thì mình được một cái ma chặng vuông. Ma chặng vuông là ma chặng như thế này. Thì cái ma chặng A này đó thì nó gọi là ma chặng hệ số kỹ thuật. A này nó gọi là ma chặng hệ số kỹ thuật. Đó. Còn cái B này á, là nó gọi là ma chặng cầu cuối cùng. B này gọi là ma chặng cầu cuối cùng. Và x này x1 x2 xn thì nó gọi là ma chặng tổng cầu. À, như vậy thì từ cái phương trình số 2 này nè, từ cái phương trình số 2 này mình sẽ suy ra được là nó có cái dạng ma chặng như thế này. À, tức là x nó bằng a nhân x cộng cho b. À, ma chặng a nhân ma chặng x cộng ma chặng b. Thì mục đích của mình á, ví dụ như cái mô hình này người ta cho ma chặng hệ số kỹ thuật thì bây giờ mình sẽ tìm ma chặng x này, đây gọi là tìm ma chặng tổng cầu ha. Thì muốn muốn tìm ma chặng x á, từ ma chặng tổng cầu á, thì bây giờ là mình sẽ chuyển vế qua. À, các em lưu ý là ma chặng A này là ma chặng vuông cấp n nè, thì ma chặng x này á, là ma chặng cột, ma chặng cột tức là nó có n vòng một cột. N vòng một cột thôi, ma chặng x đó. Thì lấy ma chặng A nhân ma chặng x thì nó cũng ra ma chặng dạng cột luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển vế qua, chuyển ma chặng AX này qua bên phía trái, có nghĩa là mình trừ hai vế cho ma chặng AX đó, trừ hai ma chặng AX. Nhưng mà bản thân ma chặng x này nó coi như là ma chặng đơn vị nhân với x đúng không? Ma chặng đơn vị nhân với x, còn ma chặng A nhân với x này thì cả hai ma chặng nó đều có ít hết, có hai cái nó có ít hết, mình rút ít làm thừa số chung. Đấy, tức là mình sử dụng cái tính chất mà phân phối của phép nhân ma chặng với phép tính cộng trừ ma chặng đó, thì mình rút ít làm coi như là ma chặng thừa số chung. Như vậy thì ở đây mình sẽ được ma chặng y trừ ma chặng a nó chính là ma chặng vuông cấp n nè, rồi ma chặng này nó nhân với ma chặng x nó bằng ma chặng b. Như vậy thì nếu như y trừ a này là ma chặng khả nghịch, y trừ a này là ma chặng khả nghịch nè, đó, thì mình sẽ nhân về phía bên trái, nhân về phía bên trái của ma chặng y trừ a này, và cả hai vế của phương trình này mình đều nhân cho y trừ a hết. Thì chỗ này mình nhân cho y trừ a thì nó lại y trừ a mũ trừ một thì nó thành ma chặng đơn vị, mà ma chặng đơn vị nhân với ma chặng x thì nó đúng bằng ma chặng x, đúng không? Đúng bằng ma chặng x. Như vậy thì ma chặng x nó sẽ bằng ma chặng y trừ a mũ trừ 1 nhân cho ma chặng b, tức là nó sẽ là ma chặng nghịch đảo của ma chặng y trừ a nhân cho b thì nó ra ma chặng tổng cầu. Thì cái ma chặng y trừ a này đó thì nó gọi là ma chặng Leontief, nó gọi là ma chặng Leontief. Còn cái ma chặng c này đó, c tức là y trừ a mũ trừ 1 đó, ký hiệu là c, thì nó gọi là ma chặng hệ số chi phí toàn bộ, hệ số chi phí toàn bộ. Và mình cũng phải tìm hiểu cái hệ số chi phí toàn bộ này nó cho biết là cái gì, tức là để sản xuất ra một đơn vị giá trị cầu cuối cùng của ngành K thì ngành Y cần phải sản xuất ra một lượng sản phẩm có giá trị là CIK, tức là để cho ngành K nó có được cái BK giá trị cầu cuối cùng thì cái ngành Y nó phải
cần sản xuất một lượng sản phẩm có giá trị là CIK. Thế thì cái chỗ ý nghĩa của cái CIK này các em phải phải ghi nhớ, cũng như là ý nghĩa của cái con số AIK này chúng ta cũng phải ghi nhớ ha. Thì các cái bài tập dạng cái mô hình này đó thì thường là giải thích ý nghĩa của các phần tử trong ma trận hệ số kỹ thuật hoặc là ma trận hệ số chi phí toàn bộ này, mình giải thích ý nghĩa của con số đó ra. Rồi đó là mình sẽ tìm ma trận tổng cầu hay là tìm ma trận cầu cuối, ha. Ma trận tổng cầu hoặc là tìm ma trận cầu cuối. Ma trận cầu cuối tức là tìm ma trận B đó. Còn mình tìm ma trận tổng cầu là tìm ma trận X. Thế mình tìm ra bằng cách cái này mình bấm máy thôi. Đấy. Thì ở đây tôi có ví dụ nè. Ví dụ này là tôi lấy ở trong cái tài liệu của mình đó, tài liệu này tôi lấy ra. Thì bây giờ đó là nó cho một cái nền kinh tế gồm có hai ngành, ngành 1, ngành 2, và có ma trận hệ số kỹ thuật như sau. Ma trận hệ số kỹ thuật thì ở đây mình hiểu đây là A11 nó bằng 0,2, rồi A12 nó bằng 0,3, A21 bằng 0,4 không, rồi A22 nó bằng 0,1. Thì nó cho biết là cầu cuối cùng đối với ngành 1 là 10 tỷ đồng, cầu cuối cùng của ngành 2 là 20 tỷ đồng, và kêu xác định ma trận tổng cầu. Đó. Thì mình sẽ gọi x, x là ma trận cột tổng cầu ha, tức là nó gồm có x1, x2 nè, mà nó viết cái dạng dạng cột. Và ma trận cầu cuối cùng của mình đó là đề nó cho rồi là 10 với 20 nè. Đó. Thì bây giờ đó là mình lấy ma trận y này, mình trừ cho ma trận a. Thì cái này là ma trận a nó là vuông cấp 2, thì ma trận y đó là mình cũng lấy ma trận vuông cấp 2 thôi, đơn vị cấp 2 đó, thì mình trừ cho ma trận a. Thì phép trừ hai ma trận này mình học hồi sáng rồi đó, thì trừ hai ma trận này đó tức là chỗ này mình lấy một nè, trừ 0,2 thì nó ra 0,8 này, rồi không trừ 0,3 ra trừ 0,3, rồi không trừ 0,4 thì ra trừ 0,4, một mà trừ 0,1 ra 0,9. Như vậy thì ma trận Leo tiếp của mình nó chính là ma trận này. Và sau đó mình tìm ma trận hệ số chi phí toàn bộ, tức là mình sẽ lấy nghịch đảo của ma trận Leo tiếp này ra. Thì cái chỗ này là thầy không yêu cầu các em tính tay đâu, mà chúng ta phải bấm bấm máy cũng được. Không, bây giờ mình bấm máy mình tạo ma trận này. Hai dòng hai cột đó. Thì mình bấm trực tiếp cái ma trận Leo tiếp vô máy tính của mình. Trừ 0,3 rồi tới trừ 0,4 rồi tới 0,9. Thì sau khi mình bấm ma trận rồi xong rồi mình bấm AC ha, rồi cái đầu mình lại lôi ma trận này ra, mình bấm thêm cái dấu x mũ trừ 1 nữa thì nó ra là cái ma trận này là ma trận hệ số chi phí toàn bộ, ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Mình sẽ có được cái ma trận hệ số chi phí toàn bộ đúng này. Rồi như vậy thì mình muốn tính ma trận tổng cầu thì mình lấy ma trận mình mới vừa tính nghịch đảo đó, mình nhân ma trận B, thấy không? Thì cái chỗ này đó là mình tính tay cũng được, mình tính tay cũng được, tức là ở đây mình có 3 phần 2 nè, nhân cho 10 thì nó ra 15 phải không? Rồi 1 phần 2 nhân cho 20 thì nó ra 10. 10 cộng 15 là 25. Còn cái dòng thứ hai này đó mình lấy mình nhân cho cái cột này 3 phần 2 mà nhân cho 10 tức là nó là 20 phần 3, rồi 4 phần 3 mà nhân cho 20 thì nó ra là 80 phần 3. 20 phần 3 cộng 80 phần 3 là 100 phần 3. Tuy nhiên thì cái chỗ này mình bấm máy cũng được, thấy không? Tức là ở đây mình sẽ tạo thêm ma trận B, tạo thêm ma trận B tức là ma trận cột, nó có hai dòng nhưng mà nó có một cột thôi, 10 nè, 20 nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ma trận A mũ trừ 1. A của mình tức là ma trận Leo tiếp đó, mà mũ trừ 1 nó chính là ma trận C này, tức là ma trận hệ số chi phí đồng bộ này. Và mình sẽ nhân cho ma trận B là ma trận cầu cuối cùng thì nó ra được cái này 25 100 phần 3 đúng chưa? Đấy, thì mình bấm máy toàn bộ cũng được. À,
thì trong cái ma trận là hệ số chi phí toàn bộ này, thì cái số 3 phần 2 này á, đó chính là C11, à, C11, còn cái chỗ này nó chính là C12 này. Thì mình giải thích ý nghĩa của con số 1 phần 2 này có nghĩa là gì? Giải thích ý nghĩa tức là ở đây mình sẽ đảo lại cái chỗ cái định nghĩa CIK đó. CIK tức là để sản xuất ra một đơn vị giá trị cầu cuối cùng của ngành K thì ngành thứ Y nó cần phải sản xuất ra một lượng sản phẩm có giá trị là CIK. Đó. Thì bây giờ mình căn cứ vào ví dụ này mình giải thích lại nè. Thì con số 1 phần 2 này có nghĩa là gì? 1 phần 2 này nó chính là C12. Có nghĩa là để cái ngành thứ hai mà nó có một đồng cầu cuối cùng thì cái ngành thứ nhất nó phải sản xuất ra 1 phần 2 đồng. Đấy, thì mình sẽ căn cứ vô đây. Tức là để cái ngành thứ K này nó sản xuất ra một đơn vị giá trị cầu cuối cùng tức là một đồng giá trị đó thì cái ngành thứ Y nó cần phải sản xuất một lượng sản phẩm có giá trị là CIK đồng. Mình nhìn vô con số mình sẽ giải thích từng cái. Như vậy thì ở đây là cái ngành ngành thứ thứ hai nó cần có 10 nó cần 20 tỷ đồng cầu cuối cùng. Vậy thì cái ngành thứ nhất nó cần sản xuất ra 10 tỷ đồng. À, cần sản xuất ra 10 tỷ đồng. À, vậy thì lúc này là để như vậy thì cái ngành thứ thứ nhất là nó sản xuất ra 10 tỷ đồng mà cái 10 tỷ đồng đó là nó để dùng nó chính là giá trị những cái sản phẩm mà nó cung cấp cho cái ngành thứ hai. Nhưng mà đồng thời để cho cái ngành thứ nhất là nó có 10 tỷ đồng thì cái ngành bản thân cái ngành thứ nhất là nó cũng phải sản xuất ra 3 phần 2 của con số 10 này. Thấy không? Tức là nó là 15 tỷ. Vậy thì cái ngành thứ nhất nó cần sản xuất tổng cộng là 25 tỷ. 25 tỷ nó chính là con số cầu cuối cùng này. Thì bây giờ mình đi vào cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì là cái ngành nó gồm một nền kinh tế gồm có 3 ngành sản xuất ha. Và nó cho ma trận hệ số kỹ thuật như thế này. Và giá trị cầu cuối cùng đối với từng ngành theo thứ tự là 40, 40 và 110. Đơn vị tính là nghìn tỷ đồng ha. Bây giờ kêu xác định giá trị tổng cầu của từng ngành sản xuất. Thì đầu tiên đó là mình gọi X là ma trận tổng cầu, B là ma trận cầu cuối. Thì lúc này B nó giá trị nó tương ứng là 40, 40, 110 ha. Đó. Còn X thì nó là X1, X2, X3. Thì mình lập ma trận Leo tiếp ra nè. Ma trận Leo tiếp tức là lấy Y trừ cho gì? Ma trận A. Thì các em lưu ý là để tìm ma trận Leo tiếp thì chỗ này đó. Chứ chỗ nào trên đường chéo chính đó, đó nếu mà mình lấy 1 trừ nó ra. Thấy không? Còn cái ngoài đường chéo chính thì mình đổi dấu hết. Đổi dấu hết. Chỉ có trên đường chéo chính rồi mình lấy một trừ nó ra một trừ ra đấy, thì nó được ma trận Leo tiếp rồi, sau khi có ma trận Leo tiếp thì mình tính ma trận nghịch đảo của nó thì có khi là mình sẽ tính ra mà cái số nó không có được đẹp lắm đấy, nó là ra số thập phân thì mình sẽ lấy kết quả làm tròn hai chữ số như thế này mình sẽ tạo ma trận A này lưu ý ma trận A của mình đó là ma trận Leo tiếp luôn ha ma trận Leo tiếp đó. Còn ma trận A ở trong cái đề á là nó chưa Leo tiếp ha đấy. Thì mình nhập ma trận A đó chính là ma trận Leo tiếp luôn cho nó dễ đấy, thì mình đã nhập ma trận Leo tiếp vô và mình bây giờ mình sẽ bấm AC mình sẽ tìm nghịch đảo của nó không như đây, ma trận nghịch đảo của nó là mình ghi là ma trận hệ số chi phí toàn bộ ha thì cái ma trận y y trừ a mũ trừ một này cái chỗ này đó là mình gọi là ma trận hệ số chi phí toàn bộ đó, thì mình bấm ra nè 0,75 0,8 0,82
0,8 à, thì ma trận hệ số chi phí toàn bộ. Và bây giờ mình muốn tìm ma trận tổng cầu thì ở đây là mình sẽ tạo thêm một cái ma trận B ở trong máy tính của mình. Ma trận B là ma trận có 3 dòng một cột, thì giá trị tương ứng nó là 40, 40, 110. À, rồi sau đó là mình sẽ lấy ma trận A mà mũ trừ 1 đi, rồi mình nhân cho ma trận B. Đây, thì nó ra được cái ma trận tổng cầu là 200, 200, 300. Và sau khi mình tính được ma trận tổng cầu rồi đó thì mình kết luận là giá trị tổng cầu của ba ngành lần lượt là 200, 200 và 300 ngàn tỷ đồng. Ngàn tỷ đồng hay nghìn tỷ đồng cũng được ha. Đấy. Rồi cái ví dụ số 3. À, ví dụ số 3 là điển hình của một cái bài toán liên quan đến cái mô hình này. Thì thường là nó sẽ nêu ý nghĩa của phần tử nằm ở hàng 2 cột 1. À, hàng 2 cột 1, hàng 2 cột 1 là cái số 0,3 đúng không? Rồi tìm yêu cầu của ngành kinh tế mở, biết sản lượng của ba ngành lần lượt là. Thì câu B này có nghĩa là mình tìm ma trận yêu cầu của ngành kinh tế mở, tức là cái thị trường ngoài ngoài cái các cái ngành đó mà nó yêu cầu cho cái ngành đó, tức là mình hiểu đó là cái lượng cầu cuối cùng đúng không? Tức là cái câu B này tức là nó yêu cầu tìm ma trận cầu cuối cùng khi biết là sản lượng của ba ngành như thế này. Đó, còn câu C là nó yêu cầu là tìm M khi biết sản lượng của ba ngành, tức là nó biết khi biết sản lượng của ba ngành như thế này thì ngành kinh tế thứ nhất cung cấp cho ngành kinh tế mở là 130, tức là B1 của mình nó là 130 đó, thấy không? Và với M tìm được câu C, tìm ma trận hệ số chi phí toàn bộ và tìm ý nghĩa của phần tử nằm ở hàng 2, hàng 3 cột 2 của ma trận này. Rồi bây giờ mình đi vào bài giải ha. Thì cái A21 của mình đó, tức là phần tử ở dòng 2 cột 1, phần tử ở dòng 2 cột 1 của ma trận A này là cái số 0,3 này đúng chưa? Thì mình giải thích con số 0,3 này là gì? 0,3 này có nghĩa là thì trong cái hệ số này đó thì các em lưu ý là cái có hai chỉ số 2 và 1. 2 cái chỉ số phía trước đó là ngành cung cấp, cái chỉ số phía sau là ngành sử dụng. Thấy không? Đó. Thì điều này có nghĩa là cái ngành thứ nhất á nó cần sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Thì cái ngành thứ hai nó phải cung cấp cho ngành thứ nhất một lượng sản phẩm có giá trị là 0,3 đơn vị giá trị. Đúng không? Có nghĩa là giống như kiểu là ngành thứ nhất là nó cần sản xuất ra 1 đồng, thì cái ngành thứ hai nó cần phải cung cấp cho ngành thứ nhất là 0,3 đồng. Như thế nó không phải cung cấp tiền mà nó cung cấp cái sản phẩm của nó, và cái sản phẩm nó quy đổi ra giá trị là 0,3 đồng. Đúng không? Đấy, mình hiểu như thế, tức là ngành thứ hai cung cấp cho ngành thứ nhất một lượng sản phẩm có giá trị là 0,3 đơn vị, tức là 30% mà giá trị sản phẩm của ngành một. Đó. Còn lúc nãy thì mình tìm ma trận cầu cuối rồi, bây mình tìm ma trận tổng cầu khi biết ma trận cầu cuối. Bây giờ là mình có ma trận tổng cầu, bây giờ mình tìm ma trận cầu cuối lại, thấy không? Thì mình đảo về cái mô hình đó, cái mô hình của mình đó, thì trước khi tìm ma trận tổng cầu là mình đã có cái công thức tính ma trận cầu cuối rồi, tức là ma trận cầu cuối nó bằng ma trận leo tiếp nhân với ma trận tổng cầu, thấy không? Đấy. Thì ma trận cầu cuối nè nó sẽ bằng ma trận leo tiếp trừ ma trận tổng cầu, mà ma trận leo tiếp đó thì mình lấy ma trận đơn vị trừ cho ma trận hệ số kỹ thuật. Ma trận đơn vị của mình đó là ma trận vuông cấp mọ cấp 3 mà trừ cho ma trận này. Nhưng mà chỗ chỗ này chỗ câu B này đó, thì nó cho M bằng 0,2 rồi. M bằng 0,2 rồi.
Đấy, cho nên là trên đường chéo chính mình lấy một trừ nó đi, thì chỗ này là 0,8, giờ này 0,9, 0,8, còn cái số còn lại thì nó đổi dấu hết đúng không? Đổi dấu hết. Đó, và mình sẽ lấy ma chặn này mình nhân cho ma chặn tổng cầu thì nó ra ma chặn cầu cuối. Rồi mình kết luận là vị yêu cầu của ngành kinh tế mở đối với sản phẩm của ba ngành lần lượt là như thế này. Thì cách bấm máy tính thì tính ma chặn này, bấm máy tính thì thầy không có nhắc lại ha. Chúng ta biết rồi. Ở câu C thì nó nói là tìm M khi biết sản lượng của ba ngành như thế này. Như thế này, như thế này. Tức là ngành thứ nhất thì nó tổng cầu là 400, ngành thứ hai tổng cầu nó là 400, ngành thứ ba tổng cầu nó 300. Như vậy thì nó hỏi là ngành thứ nhất cung cấp cho ngành kinh tế mở là bao nhiêu, tức là tìm tìm cái B1 ha, tìm B1. Thì mình cứ cứ ghi lại theo cái công thức của mình nè. Thì cái X1 là tổng cầu của ngành 1, thì theo cái phương trình của mình ở trên đây đó, phương trình số 2 đó. À, phương trình số 2 nè. À, XY nó bằng AI1 nhân X1 cộng AI2 X2 vân vân. Đấy. Thì lúc này mình có là cái X1 là 400 nè, X2 là 400, X3 là 300. Như vậy thì X1 nó bằng A11 nhân X1 cộng A12 X2 cộng A13 X3 cộng B1. Như mình thế số vô thì X1 là 400. À, chỗ A11 này là nó 0,2, A11 là 0,2 nè. A11 0,2 mà X1 cũng là 400. Còn A12 á, thì trong cái đề nó cho là M. Thấy không? A12 mình nhân cho X2, X2 cũng là 400. Và A13 đó, A13 trên cái đề nó cho là 0,3. 0,3 này. 0,3 nhân cho gì? 300. Và cộng cho 130, đúng là B1 đề nó cho 130 luôn ha. B1 nó cho 130 luôn. Thì mình tìm ra được M là 0,25. Sau khi có M là 0,25 á, thì mình sẽ gắn lên cái ma chặn này. Ma chặn này thì chỗ này mình thay bằng 0,25, thì mình giải tiếp câu D. Thấy không? Giải tiếp câu D. À, tức là tìm ma chặn hệ số chi phí toàn bộ. Thì lúc này ma chặn A mình ở chỗ M mình thay bằng 0,25 nè. Thấy không? 0,25. Còn tìm ma chặn lưu tiếp. Rồi sau đó mình tính nghịch đảo nữa thì mình được cái ma chặn hệ số chi phí toàn bộ. Mà trong ma chặn hệ số chi phí toàn bộ này, cái hệ số ở dòng 3 cột 2, ở dòng 3 cột 2 nó chính là 0,769, thấy không? 0,769. Thì cái này mình giải thích ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản phẩm cầu cuối cùng của ngành 2. Tức là cái ngành 2 vẫn là cái ngành yêu cầu, thấy không? Thì cái ngành 3 nó cần phải sản xuất một lượng sản phẩm có giá trị là 0,769. Đấy. Thì trên đây đó là thầy giới thiệu về cái mô hình cân đối liên ngành trong cái ứng dụng của cái phần ma chặn và định thức trong kinh tế ha. Thì trong tài liệu chúng ta là mấy cái ví dụ này nó có rồi. Các em còn theo dõi không? Nghe kịp không? Dạ còn À, thì trong cái tài liệu thầy gửi cho các em đó, thì ba ví dụ này nó có sẵn, ba ví dụ này nó có sẵn, rồi mình kè xem lại, mình xem kỹ lại và mình sẽ làm mấy cái bài tập này, làm mấy cái bài tập này lại ha, nó có đáp án sẵn đó. Thì nên tập này là tính bài làm hết tính bài luôn thầy. Làm đi cho nó quen, là bấm máy thôi ha, Rồi. bấm máy rồi nó có cái kết quả đó, cái chỗ nào không biết thì mình sẽ trao đổi thêm. Đây nó có bài số 10, bên số 10 thì mình khỏi làm đi, làm bài tới thì bài số 9 thôi. À, thì tôi sẽ gửi thêm mấy bài tập về ma chặn và định thức ha, rồi buổi học tối nay thì coi như là tới đây tạm dừng ha. Rồi có ai hỏi gì thêm không ạ? Nếu không hỏi thì mình nghỉ ha. Mấy mấy buổi sau là mình học thêm nội dung thầy gửi tài liệu lên mình À, xuống. ở trong tài liệu này chủ yếu trong tài liệu hệ phương trình tuyến tính đó, hệ phương trình tuyến tính, tại vì tôi sẽ có dành một buổi để sửa bài tập đó, mà tôi
gửi cho các anh chị ha, chắc là Dạ. phải có một buổi sửa bài tập, cho nên là coi như còn 3 buổi nữa mình học lý thuyết, mình lập lý thuyết thêm khoảng 2 buổi, rồi cái là thêm một buổi sửa bài tập nữa, là tổng cộng mình sẽ có 2 buổi sửa bài tập, mình còn 4 buổi phải không, 2 buổi sửa bài tập, 2 buổi học lý thuyết nữa. Mình có thể là mình sẽ học ở trên lớp thôi, học ở trên mạng này nó hơi khó triển khai. Rồi vậy tạm biệt ha. Chào thầy. Rồi rồi Chào rồi chào. thầy. Good night, everyone, everybody. Thank you.